Thưa quý vị, hiện nay tình hình cháy vẫn diễn biến phức tạp, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân. Mới đây, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra mắt ứng dụng bản đồ số chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hay còn gọi là phiếu chiến thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thông minh. Việc triển khai ứng dụng sẽ giúp chỉ huy các đơn vị nắm bắt diễn biến vụ cháy kịp thời và việc điều động phương tiện cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường nhanh nhất dập tắt đám cháy để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Đây cũng được xem là vũ khí lợi hại, giúp nâng cao năng lực chiến đấu trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong thời đại số. Ngày 11 tháng 5 vừa qua, một vụ cháy đã xảy ra tại xưởng gia công cắt sáng giấy diện tích khoảng 300m², nằm trên đường Ao Đôi thuộc phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Nhận tin báo, phòng PC07 đã sử dụng ứng dụng bản đồ số chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phối hợp với lực lượng chữa cháy địa phương dập tắt đám cháy một cách hiệu quả và nhanh chóng. Chúng tôi nhận được tin từ người dân báo là cháy cơ sở đội chữa cháy Bình Tân, nhận định đám cháy phát triển lớn nên xin chi viện thêm đội khu vực 4 của PC07, đồng thời đề nghị đội khu vực 4 sử dụng bản đồ số trên máy tính bảng để xác định đường đi ngắn nhất đến điểm cháy và có thể nắm được tình hình các nguồn lực xung quanh điểm cháy, ví dụ như là trụ nước, bến bãi lấy nước. Trước khi mà đến điểm cháy thì khu vực 4 cũng đã nắm được cái tình hình đám cháy qua cái hình ảnh về ứng dụng H14 hiển thị trên máy tính bảng, nên có thể biết được các chiến thuật chữa cháy trước khi đến điểm cháy, đồng thời là chủ động tiếp cận các nguồn nước. Thưa quý vị, đây là bản đồ số chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Công an thành phố Hồ Chí Minh. Điểm nổi bật của ứng dụng này đó chính là hiển thị các trụ nước, lực lượng chữa cháy địa phương, trạm y tế và có thể là giúp cho bộ phận chỉ huy chữa cháy tìm một con đường ngắn nhất, nhanh nhất để có thể chữa cháy một cách hiệu quả và nhanh chóng. Điểm nổi bật của cái bản đồ số hiện nay giúp cho lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy nhìn ngay được cái hình ảnh của cái sự cố khi mà người dân dùng cái ứng dụng H14 để truyền về cái trung tâm chỉ huy 14. Đồng thời là trên cái bản đồ số này có đầy đủ các cái nguồn lực để phục vụ cho cái trung tâm chỉ huy có thể nhìn được một cách tổng quan nhất, điều động một cách kịp thời nhất các cái đơn vị mà ở gần cái vụ việc nhất đến cái đám cháy một cách nhanh chóng nhất để xử lý kịp thời nhất. Qua đây thì cũng kêu gọi người dân thành phố tích cực và cài đặt cái ứng dụng H114 để khi mà có tai nạn sự cố về cần phải phản ánh báo về cơ quan cảnh sát phòng cháy cháy thì sẽ báo bằng cái phần mềm ứng dụng H114 qua cái bản đồ số về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để giúp cho lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy chủ động nắm được các thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác để tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kịp thời. Ngoài việc khuyến cáo người dân cài đặt ứng dụng báo cháy H114 giúp truyền thông tin về các sự cố kịp thời đến trung tâm thông tin chỉ huy 114. Lực lượng PC07 còn khuyến cáo các đơn vị, cơ sở và hộ gia đình cần nâng cao cảnh giác, cẩn trọng trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, đặc biệt là an toàn trong sử dụng điện và thiết bị điện.